Từ ngày hôm nay, đường bay thủy phi cơ mới Tuần Châu Cô Tô chính thức mở bán vé. Chặng bay từ cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đến đảo Cô Tô dài 80 km, thời gian bay khoảng 30 phút, giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển. Từ thủy phi cơ, du khách được ngắm nhìn toàn cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long cùng hàng nghìn hòn đảo trên vùng biển Đông Bắc. Mỗi chuyến bay phục vụ tối đa 8 hành khách và không dành cho người dưới 12 tuổi, trên 65 tuổi hoặc khó khăn đi lại. Giá vé từ 2,4 triệu đồng một khách. Trong tháng 7, hành khách được ưu đãi giảm 20%. Dịch vụ bay thủy phi cơ Tuần Châu Cô Tô được đưa vào khai thác sẽ tạo sản phẩm mới hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh.